Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Jerusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong lề luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là thánh thuộc về Chúa, và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong luật Chúa là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Và đây ở Jerusalem có một người tên Simeon, là người công chính kính sợ Thiên Chúa và đang đợi chờ niềm an ủi của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lễ luật. Ông bồng người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, giờ đây Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán, vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các đương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Lúc ấy cũng có bà tiên tri Anna con ông Phanuel thuộc chi họ AC đã cao niên, mãn thời trinh nữ. Bà đã sống với chồng được 7 năm rồi thủ tiết cho đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều luật Chúa, thì trở lại xứ Galilea về thành mình là Nazareth. Và con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Hôm nay hầu hết các em ngành nghĩa và các hiệu trưởng, dự trưởng đang phục vụ gian hàng cộng đoàn ở hội chợ Tết. Do đó hôm nay vắng nhiều ấy, và cũng nhiều người đang ở hội chợ Tết nên chiều nay lễ vắng. Nhưng mà dù có ít em thì tôi cũng giảng cho các em có mặt ở đây bằng tiếng Anh. Dear my beloved children and friends, you know that when we cook a new dish to eat, the first thing that we need is a recipe, do you? So you know what a recipe is, don't you? A recipe is a set of instructions including a list of all the ingredients. And then when we have a recipe, we can make a delicious and healthy dish we want. Did you know that Jesus gave us a recipe for living a happy life? The Gospel of Matthew says, now when Jesus saw the crowd, he went up the mountainside and sat down. His disciples came to him and began to teach them. He taught them a lesson we call the Beatitudes. Each one of the Beatitudes starts with the words, blessed are they. Some translations of the Bible use the word happy instead of blessed. So this is Jesus' recipe for us to be happy. I like that, the word Beatitude had two parts to it, be and attitude. The Beatitudes are ways that we can be
and attitude we can have. Let's look at a few of these beatitudes. Jesus said to be merciful to people, to be kind when they are hurting. Jesus said to be peacemakers when people are fighting. Jesus said to have an attitude of pure talk. Jesus said to have an attitude of wanting to do right. Jesus also said that when we are sad, God comforts us, and then we are happy. I like that Jesus gave us a recipe for how to be and what kind of attitude to have. And Jesus said that we will be happy if we follow his recipe. So we ask Jesus to help us to follow his recipe for a happy and a blessed life. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta được sinh ra và chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta phải chấp nhận chúng ta thuộc về. Mở mắt chào đời là thuộc về một gia đình, một đất nước. Càng sống, con người càng thấy mình thuộc về nhiều hơn, thuộc về một nhóm, một giáo xứ, một nơi làm việc, vân vân. Và khi người ta yêu nhau, thì họ cũng muốn trái tim của họ thuộc về nhau. Thuộc về nhau là nền tảng của sự chung thủy. Trong lễ Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh hôm nay là Đức Mẹ và Thánh Giuse giữ luật của người Do Thái, là bé trai đầu lòng mới sinh ra thì thuộc về Chúa. Tại sao vậy? Tại vì khi mà đưa người Do Thái khỏi đất Ai Cập thì Gia-vê Đức Chúa đã giết tất cả các con đầu lòng của con người cũng như là của súc vật ở trong của dân Ai Cập. Và người Do Thái thì giết máu chiên trong bôi trên ngạch cửa. Do đó mà sứ thần của Chúa đi ngang qua thì tha hết tất cả những con đầu lòng của người Do Thái. Và từ đó thì nhất người con đầu lòng là hoa quả đầu mùa phải dâng lên cho Chúa vì thuộc về Thiên Chúa. Như thế người con đầu lòng là được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Cho đó mà theo luật đó thì cha mẹ phải bỏ ra một món tiền tượng trưng để chuộc đứa bé về cho mình. Trong bài tin mừng hôm nay thì không nói đến chuyện chuộc con, nhưng lại nói đến việc bà Maria và ông Giuse tiến dâng con trai đầu lòng cho Chúa. Và suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngài đã sống nghiêm túc cái sự tiến dâng này. Ngài thuộc về Thiên Chúa Cha một cách trọn vẹn. Từ khi vào đời làm người, Ngài đã nói: này tôi xin đến để thực thi ý Chúa. Và khi cậu Giuse 12 tuổi, lên 12 tuổi thì cậu đã cố ý ở lại đền thờ mà cậu gọi là nhà cha của cậu. Rồi khi chịu phép rửa ở sông Giô-đan thì Chúa Giêsu đã ý thức rõ hơn mình là con thuộc về cha, được cha sai vào giữa lòng nhân loại. Và trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, trong những năm rao giảng,
Ngài bị cám dỗ liên tục, cám dỗ từ ma quỷ, cám dỗ từ đám đông, cám dỗ từ môn đệ. Những cám dỗ đó lôi kéo Ngài sống cho mình và không muốn thuộc về Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài. Do đó mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều con thấy Chúa Cha làm. Cho đó mà Đức Giêsu không tự mình nói, không tự mình làm, vì Ngài đã vượt qua được cái tôi của mình và đã để cho Chúa Cha chiếm hữu toàn bộ cuộc sống của Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta dám nói và làm theo ý của Chúa Cha, chúng ta sẽ giống Chúa Giêsu, thuộc chọn về Thiên Chúa và là Kitô hữu. Thuộc về Thiên Chúa phải là nền tảng chi phối mọi tương quan của chúng ta với các thụ tạo khác. Và hôm nay trong cái việc Chúa Giêsu được đưa lên đền thờ lần đầu tiên sau 40 ngày sau chúng ta mừng lễ Chúa Giáng Trần, thì hôm nay là Ngài được đưa lên trên đền thờ lần đầu tiên. Và chúng ta thấy một đôi vợ chồng nghèo với đứa con nhỏ đứng lẫm trong đám đông chờ đến phiên mình. Ai phải có mắt để thấy được cái sự lớn lao, cái màu nhiệm nhập thể này. Nhưng trong phúc âm hôm nay chúng ta thấy có hai người nhìn thấy vua trời đất bước vào đền thờ lần đầu tiên. Đó là ông Simeon và bà tiên tri Anna. Ông Simeon là một người công chính và mộ đạo, một người đầy thánh thần và sống trong chờ đợi. Ông chờ đợi được nhìn thấy Đấng mà lời hứa của Gia-vê Đức Chúa nói sẽ ban cho dân tộc mình. Và bà Anna là một quả phụ già nua phụng thờ Chúa đêm ngày trong đền thờ, trong ăn chay và cầu nguyện. Chính vì thế mà họ đã nhìn ra Đấng cứu thế ở nơi một đứa bé, con của một vợ, đôi vợ chồng trẻ nghèo. Cho đó mà chúng ta để thấy được Chúa trong cái đều đặn, cái bình thường, cái buồn tẻ, chúng ta cần một đời sống đạo đức thật sâu xa như Simeon và Anna. Chúa có thể gặp ta như một sự tình cờ, nhưng thật ra lại là kết quả của những năm dài chúng ta đã được chuẩn bị, giống như Simeon và Anna. Giống như những cái phát minh lớn của khoa học, đôi khi chúng ta nghĩ là nó là tình cờ, chẳng hạn như ông Newton, ông mới thấy cái táo rớt xuống và ông khám phá ra định luật sức hút của trái đất. Câu chuyện kể như vậy. Và chẳng hạn như Archimedes, ông ấy khám phá ra là cái lực đẩy của nước. Theo câu chuyện thì kể như vậy, nhưng mà không phải tình cờ đâu. Họ đã suy nghĩ rất là lâu, họ đã chìm đắm vào trong suy nghĩ tại sao mà có chuyện đó. Nhưng mà đến khi mà họ tình cờ, cái lúc mà họ tình cờ, họ nhìn thấy, ông như ông Newton, ông nhìn thấy trái táo rơi, thì ông mới nhận, ông ngộ ra là sức hút của trời đất. Ông Archimedes thì ông ấy vào trong bồn tắm, ông thấy nước đẩy ông lên, ông ngộ ra
có sức đàn phần nước và ta cùng lắng nghe ở trọng lượng phần nước trọng nặng hơn. Nên chúng ta muốn nhận ra Chúa trong cuộc sống đời thường của chúng ta, chúng ta cũng phải luôn luôn chuẩn bị tâm hồn để nhận ra Chúa trong những cái tầm thường trong cuộc sống của chúng ta, trong những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày, trong những biến cố đôi khi chúng ta nghĩ là nó tầm thường, nhưng đó biết đâu lại là cái biến cố mà Chúa dẫn chúng ta tới một biến cố lớn lao hơn cho cuộc đời của mình. Thế có những người chúng ta tưởng là gặp gỡ chỉ tình cờ, nhưng mà không một gặp gỡ nào là tình cờ cả. Tại tất cả những người chúng ta gặp trong cuộc đời của mình đều tham dự một phần nào đó trong cuộc đời của chúng ta.